chào các bạn. Chúc một buổi sáng an lành, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Nói ông bà ta thường có câu nói là ở đời nó có bốn cái ngu: làm mai gắt gà mai, lãnh nợ rồi gắt cu rồi cầm chầu. Nếu mà ông nào mà thích cu á, mê chim cu á, là cũng là vướng vô cái ngu thứ ba, phải không? Mà gọi là có nhiều bạn trẻ thì cũng không biết gọi là cái gắt cu là cái gì. Thật ra nó mình đi hiểu nôm na là cái gắt cu là mình cầm cái lồng chim á, mình đi bẫy chim á, mà mình gặp con chim nào hay á, bắt đầu mình đi theo nó, mình theo cho bằng được, bắt đầu mình đặt cái lục lên, gắt cái lên để mình bẫy được con chim đó. Thì mình không quản nắng mưa, không quản ruồi muỗi này kia rồi, cứ đẩy với bằng được con chim đó. Bởi vậy thành ra người ta mới nói cái ngu là ngu vậy. Còn tôi á, thì tôi không có gắt cu. Tôi thích cu nhưng mà tôi không có gắt cu. Tôi nuôi cu và cho cu sinh sản, là bắt đầu mình nuôi. Chắc có lẽ của nó cũng không dướng vô cái ngu rồi, hay bằng ha. Tại mình nuôi mà, đâu phải mình đi gắt ở đâu mà gọi là ngu, không? Nói hôm nay tặng bạn là chia sẻ nói chuyện với mấy bạn cho vui. Ngày nào cũng là cứ kiếm chuyện này chuyện kia nói chuyện cho nó vui mà. Chứ già rồi về hưu cũng đâu có việc để làm. Mấy người mà thích mà chơi cây kiển đồ thì nó lại kèm theo là thích nuôi chim. Nuôi chim xong lại kèm theo là thích nuôi cá. Tôi nuôi chim, cây kiển, nuôi cá. Nói chung mà đủ thứ nuôi, mình theo cái trường phái là thích đủ thứ mà. Cái chim cu này nó nhát lắm, phải nói là nó cực kỳ nó nhát. Huấn luyện một con chim cu mà nó dạng nó mất nhiều công lắm. Con chim này là chim này ở nhà tôi nuôi đẻ đó chứ. Ở nhà mình huấn luyện mình nuôi được chim cu đẻ. Cái nuôi chim cu đẻ thì nó khó mà lúc các bạn ghép cặp thôi. Khi mà ghép cặp được rồi kể như là mình thành công khoảng chừng 60% á. Tại vì mấy con chim cu này nhìn nó hiền lành vậy á, nó hiền như thế chứ thật ra nó dữ lắm. Nếu mà con nào mình ghép cặp mà nó không vô cặp á, nó đánh nhau, nó mổ nhau mà chóc đầu lòi sọ mà chết luôn á. Thành ra cái khâu mà bạn mà nuôi chim cu sinh sản á, các bạn ghép cặp được coi như là thành công hơn một nửa rồi. Thông thường bởi vì muốn nuôi chim cu sinh sản á, thông thường người ta bắt chim con á, nó nằm trong cái ổ á. Chim cu nó đẻ, thông thường nó đẻ một lứa, nó đẻ hai trứng và nó nở hai con, mà trong cái tỷ lệ hai con đó chống mái á, tỷ lệ chiếm khá cao. Chứ không phải là hai con là lúc nào cũng là chống mái đâu, các bạn không phải đâu. Hai con chứ tỷ lệ chống mái á, một cặp á, hai con, con chống con mái thì nó chiếm khoảng 60-70%. Còn lại là hên xui nha. Như là tôi nuôi ở đây, tôi nuôi đó có một cặp thôi mà nó đẻ hôm nay nhà tôi có được mấy chục con rồi đó. Nó đẻ liên tục, nó đẻ mười mấy lần rồi, mười mấy ổ rồi. Cứ nó đẻ xong rồi con nó vừa chuẩn bị bước ba, cái nó lên nó đẻ tiếp. Nó đẻ như vậy đẻ nhiều lắm. Chim cu á, mình nuôi từ chim con á, mình thuần dưỡng cho nó từ nhỏ, nó dạng, nó không có nhát. Mà bắt bạn muốn cho chim con mà nó dạng á, các bạn cũng phải tập rồi nha. Chứ không phải là nói là chim con mình mua từ ở, mình bắt từ trên ổ xuống nó chơi bước bay. Hay là mình mua từ cái trong trại về, mình thấy người ta nuôi nó đẻ, mình tưởng nó như thế là về nhà nó dạng, không đâu, về nhà nó vẫn nhát như thường. Thành ra tốt nhất á là những người ta nuôi chim cu á, chim cu mà ở nhà đẻ nó thường quá chim cu á, như tôi đây nè, khi mà cái chim con của nó là chưa mập bong ống á, là chưa biết bay, là tôi tách khỏi mẹ rồi. Tôi tách khỏi mẹ nó cái ngày nào cũng vậy á, cứ mỗi một ngày hai lần tôi chịu khó tôi đút cho nó, mình đem nó ra mình tập cho nó ăn. Mình bấm mồi cho nó đó, mình cho nó ăn cám á, cám bắt đầu mình pha nước cho nó loãng rồi bắt đầu cái mình rạch cái miệng, rạch miệng như thế này đó, như thế này, cái mình đặt cái ống vô mình bơm vài lần cái nó quen, cái tới giờ mình cho ăn như vậy với nó quen, rồi mấy con đó nó dạng lắm. Mấy con đó mà thậm chí là bạn nuôi mà nuôi nhỏ đó nha, nuôi mà nó chưa biết bay á, mình nuôi vậy với thời gian cái nó quen, cái mình thả nó đi, nó ở nhà luôn quanh quẩn như nuôi bồ câu vậy. Nói cái nghề chơi nào cũng lắm công phu, cái nghề chơi nào mình cũng phải biết cách, có một số mẹo, có một số cái kỹ thuật mình nuôi thì nó đỡ mất công hơn. Như là tôi ở đây nhà tôi nuôi nhiều lắm, các bạn thấy không, đưa cho các bạn coi ở trên đây, ở quá trời không,
này à, đây là toàn là con hậu vệ của nó không hết chứ, con nó không à, để chiếu gần cho bạn xem à, đó này nhiều lắm. Xong rồi mình lấy chia cho các bạn, nó mớ rồi đó. mấy bạn thích mua quá, nó thích đó, mình chia sẻ bớt mớ rồi chứ nó nhiều quá nó mua không hết. Mà coi vậy không, mai là nuôi ở nhà đó, nó thấy mình cầm cái máy quay phim là lạ lên, nó cũng không chịu nữa. Mấy con này nó cực kỳ nó sợ cây nha, bạn mà cầm cái gì mà cái dạng mà cây cái gì á, đang nuôi nó nhát như vậy á, mình cầm luôn lòng nó, mình thấy cái cây quơ quơ rồi thôi kể chứ là tiêu luôn. Nó vậy ầm ầm nó nhảy rụng hết lông luôn á, giống này nhát cu mượn nhát ngộ ha, giống này giống nó nhát, bởi vì người ta chim cu mà nó nhát thế, mở luôn thành ra cái chim con người ta thích như chim con hơn. Cái này mình huấn luyện đó, nó gù hậu gù rồi. Mà ngày xưa đó thì cái chim cu này là đa số là mấy ông già ông chơi, già cái tầng khoảng 50 trở lên như tôi là chơi. Giờ đây tôi thấy từ cái trẻ nó cũng nơi tụi cái trẻ nó thích lắm, như là giống như mấy đứa nhỏ nè, nó cứ theo tôi, nó năn nỉ bán cho nó mấy chim cu con á, về nhà nó huấn luyện. Giờ cái thú chơi chim cu càng ngày nó càng trẻ quá cái tuổi đi, mình thấy vậy đó cũng là tín hiệu đáng mừng à. Cứ tưởng là mấy ông già chơi không, thanh niên nó không chơi, chứ ôm lòng chim cu đi, mình nhìn mặt mấy cha già không chán bỏ mẹ. Có từ thanh niên rồi tới trẻ vui, lâu lâu rồi chơi gặp tụi nó là giao lưu rồi gài đủ nhậu nó vui hả à, vậy à. Đó chưa, con này nè các bạn, phải có cồm nhiều, cái cồm cổ nè, cồm cổ nó càng nhiều càng tốt. Nếu mà nó đi một cái vòng hết cái cổ đây nè, cồm nó đi về càng vòng à, cái vòng nó vòng xuống đây cổ vòng hết thì con chim càng quý. Chim mà các bạn lựa mấy con mà lông nó mướt á, chim này thì nó ăn dễ lắm mấy bạn. Mình chỉ cần mình cho nó ăn gỗ lứt nè, ăn lúa nè, xong là mấy người cho ăn hạt kê rồi đó, nó hạt kê xong là điều quan trọng nhất mấy bạn phải tập cho nó ăn cám. Hãy cái cám mà và cám viên có dành cho gà nó, khi mà có chim cu nó ăn được cái đó nó mập lắm, nó mập chứ nó không bị mất chất. Còn nếu mấy bạn không cho nó ăn cám nó thiếu chất, với đồng thời thỉnh thoảng mình phải cho nó đem ra đất á, cho nó ăn sạn đó, mình bỏ cát mình pha muối rồi vô pha bột sò vô mình phải cho nó ăn. Nếu mà nó thiếu cái đó nó lông nó bị sụp mà nó tiêu chảy à, ngày chơi nào cũng vậy. Cái con này nó ngộ, con nào nó đẻ được thì nó đẻ, mà nó đẻ nhiều rất là nhiều. Còn như bầy này, con này nó hư lắm, nó đẻ xong rồi nó ấp trứng, có hai con nó cứ giành nhau cái trứng, nó để hoài à, nó không có là hồn gì hết trơn á. À, nhiều lần mình muốn tẩy nó đi cho rồi luôn, nhưng thấy thứ tiếc, nuôi từ nhỏ giờ cũng tiếc, để nuôi chơi kệ nó ăn uống có bao nhiêu đâu, mà chưa thanh vắng rồi nghe tiếng nó gùn gùn cũng hay. Không biết mình thích thì mình lấy ra hay, mà cái người không thích thì nhiều lúc người ta cảm thấy nó buồn chán, nó buồn ngủ. Nhưng mà tôi phải lắm, chưa mà thanh vắng ha, nằm lúc la lúc lắc trên cái võng mà nghe cái tiếng chim chim cu nó gù á, gù, nghe nó có gì nó văng vẳng, nó như là nó không biết dùng cái từ gì để mình diễn đạt được, cứ như là quay về hồi ức của tuổi thơ đó mà. Bởi vậy tôi thích chim cu lắm, nhà nuôi cũng hơn cái chục con, cũng đang có không có ý định giảm ràng mà tính tăng thêm nữa, nuôi thêm nữa, đẻ nhiều người hết. Mà có bạn nào thích quá nhờ chia à, để lợi cái năng nỉ chia tôi mới chia thôi, chứ thật là nó đẻ như tôi đẻ nuôi hết trơn à. Thôi nha, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về một chút cái mẹo vặt để nuôi chim cu ha. À, xong rồi bye bye ha, chào mấy bạn hàng chục khác nha, chào đi con, chào mấy chú mấy bác đi con. À, nhát và tội nghiệp, bye bye.